cả anh em trên kênh YouTube DGM TV của anh Thành DG nhá. Hôm nay là chuyên mục bàn máy, mình thì tên là Đào Hội. Đấy, mình ở quê Bắc Linh, anh em nào Bắc Linh thì kết nối mình nhá. Hôm nay mình có tiếp tục có vài kèo giá rẻ của trường mặt vuông và các cả anh em ở đây, mình sẽ quay cho anh em một chút kèo giá rẻ. Rồi. Ok, thì trường mặt vuông nào. Mặt vuông đét hôm nay có kèo gì? Ui ôi, nhiều này. iPad 4, bản Wi-Fi, máy zin đẹp kèm con này bán lồ đấy. Thôi hôm nay để cho anh em thủ thám. Ôi cái con này anh thấy chú đăng lâu rồi đấy. Đấy em thủ thám gì? Con này anh đăng mấy video rồi thì thủ thám à? Thủ thám. Con này thì anh em nào chưa biết thì xem lại các video cũ nhá. Con này thì ngon đẹp zin, đấy màn đẹp, màn zin. Các video cũ mình đã nói rất là kỹ rồi. Pin bền sóng khỏe, bản Wi-Fi. Đấy Wi-Fi rất là khỏe, Wi-Fi bắt căng này. Con này chú mặt vuông để cho anh em cổ tám. Thôi video này bớt cho bà con 50 tiếp đi. Ừ thì bớt 20.000 nữa đi. Đây. Cái gì? Sư thầy bớt 20.000 nữa. Đã thầy bớt 1 lít cho bà con. Ôi ôi, chú mặt vuông uy tín. Được chưa? Được chưa? Rồi. iPad. Đây là iPad 4. To đùng luôn như cái thớt. Một củ ấy. Một củ ấy. Chơi lớn luôn. Chơi lớn luôn, bớt hẳn 1 lít cho bà con luôn. 50.000, 20.000. Bà con nào mà thích mua về xem phim chán thì làm cái thớt chật thịt gà cũng được. Đấy, nói tiếp, tròn vuông cái gì nữa. Sống quốc tế, full vân, vỏ đẹp. Anh xem 16GB. Con này là iPhone 6 quốc tế, full vân, bộ nhớ 16GB bà con nhá. Đấy, bộ nhớ 16GB. Con này bản LLA, bản Mỹ. Đấy, con này vỏ đẹp nhá. Ui, vỏ đẹp, cực đẹp luôn. Đẹp trong các dòng iPhone đời cũ và vỏ đẹp này thì cũng rất là hiếm. Đấy, con này thì tuy nhiên là màn của nó là màn đen, màn cũ là màn đen, nhưng mà chắc là hết màn đen nên lắp màn trắng vào, nhưng mà vẫn còn nhá. Màn đen lắp màn trắng. Đấy. Màn lắp màn trắng vào là màn zin chứ không phải là màn thay anh em nhá. Đấy. Một củ mấy nhỉ? Ờ để cho bà con một củ tư. Một củ tư à? Con này xem pin của bao nhiêu nào. Pin 100% bà con về không cần thay pin luôn, pin mới thay. Đâu trường vuông ra đây quay tiếp nào, xem con này. Lấy thêm máy quên. Con này một củ tư này màn nó đen như này rồi thì màn trắng này và hôm đen này thì bớt cho bà con đi chứ để thì... xấu này. Lại bớt à? Ừ. Trời một lít đi. Đấy, bớt cho bà con một củ ba là hợp lý. Đúng không? Trời. Một củ ba là con này là hợp lý rồi, ngon. Trông nhìn nó độc lạ, anh em thích phong cách thì chơi con này. Rồi tiếp. Con này 6 quốc tế phun chức năng. Đấy, con này một củ tư, bằng con kia đi. Con này hiện tại bây giờ đang hết pin, mình bật lên này. Hết pin. Tía sạc pin lên. Nhưng mà tình trạng là báo đúng cho bà con nhá. Con này là iPhone 6 quốc tế một củ tư. Vỏ cũng đẹp. Con này chắc 16GB đúng không? Mặt vuông. 16GB. Ừ, con này 16GB phun chức năng, một củ tư. Đấy, rồi tiếp. Con này là con Huawei đây. Con này RAM 4 này. Con này là Huawei Nova 3e anh em nhá. Anh em nào chưa biết thông tin của nó thì tra trên Google rất là nhiều thông tin con này. Huawei Nova 3e. Con này thì RAM 4, đã tắt nguồn này. Con này RAM 4 bộ nhớ 64GB. Đấy. Con này thì chắc là full chức năng đúng không? Full chức năng. Con này còn có nhận diện khuôn mặt này. Con này khuôn mặt này, vân tay này. Vân tay này. Đấy, con này công nghệ cũng khá là hiện đại luôn. Không phải là ấy đâu. Cũng tay thỏ này. Con này thì hình thức vỏ cũng hơi xấu này, và con nhìn kỹ nhá. Này, mình quay kỹ cho bà con này. Đấy, con này vỏ hơi xấu, vỏ vênh vênh như này này. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là dùng bình thường không ảnh hưởng gì đến màn. Vỏ thì có sức sát. Tôi cho là vỏ xấu đi. Đấy, kính lưng vẫn đẹp. Con này trường mặt vuông để cho bà con bao nhiêu? Để cho bà con một củ. Củ à? Một củ con này, con này một củ thì thực ra là RAM 4, với cái RAM 4 mà bộ nhớ 64 thì không phải đắt đâu. Một củ đã có RAM 4 mà bộ nhớ 64 là khá ngon rồi. Đấy, bình thường con này đẹp thì chắc là mặt vuông nó bán hơn đấy. Nhưng mà xấu như đây là một củ là hợp lý. Rồi tiếp. Z7 cộng. Con này đang tắt nguồn. Thôi để cho con 8 Bluetooth trước đi. 8 Bluetooth. Bật hết nguồn đi. Tí nữa test dễ. Con này là 8 Bluetooth. Con này là máy trường mặt vuông đang dùng này. Đấy. Mặt vuông dùng, con này là iCloud của đào trường này. Pin con này là 100% mới thay. Đây, pin cho bà con xem. Pin 100% mới thay pin xịn luôn, chính tay mình thay luôn nhá. Mình thay cho đào trường dùng luôn. Đấy. Con này là full vân, full chức năng. Đấy. Anh em nào mà yêu thích màu đỏ mà hợp mệnh với màu đỏ ấy, thì lên mua con này về. Con này full chức năng, full zin.
phun chức năng hết nhá. Đấy, con này chiều mặt vuông để cho bà con bao nhiêu? 5 củ 5. Ủa 5 củ rưỡi. Sao rẻ thế? Rồi. Thích thì nhích thôi chứ còn. Bình thường các cửa hàng anh em trên mạng bán thì toàn 6 củ, 5 củ 8 mà sao hôm nay bán rẻ thế? Ôi giời, trường chơi với trường là phải chất. Rồi, được, ok, 5 củ rưỡi là có con 6. Là con iPhone 8 Bluetooth. iPhone 8 Bluetooth nó nhầm nhá. iPhone 8 Bluetooth dùng rồi. Con này 64GB quốc tế. Rồi ok. Tiếp còn gì nữa? 5S bypass. Phun vân. Ê, 5S bypass mà có vân này chất bản nhỉ. Cấp. RAM lag. Con này là bộ nhớ 16GB. Đấy, bộ nhớ 16GB bà con nhá. Đấy. Pin con này còn ổn không? Pin ổn. Rồi, pin okay luôn. Con này hình thức thì tương đối đẹp. Đấy, nói chung là cũng không bị xước sát hay móp nhiều quá đâu. Hình thức tương đối đẹp, bypass thì thế này là ok, ổn rồi. Con này thì cũng giống như con iPhone 6 kia. Màn đen nhưng mà nắp màn trắng vào. Đấy, vân còn. Ok, con này bao nhiêu? Bao tiền? 5 led. Màn zin. Nói xài đập luôn thì nó lắm. Ok, hợp lý, còn vân mà. Rồi, tiếp. Đây, con 6 Bluetooth 64GB. Zin đét là điện, mỗi tội lốc, full chức năng. Con này đã lên quốc tế không phải là dùng sim ghép nhé. Vân còn này, con này giới thiệu cho bà con là con 6 Bluetooth full chức năng, máy lóc lên quốc tế, đã lên quốc tế rồi, lắp được mọi loại sim, sóng sánh ổn. Đấy, con này bộ nhớ rất là cao, bộ nhớ 64GB này. Đấy, bộ nhớ cực cao luôn, 64GB. Về cho anh em thích xem phim, lưu phim, ảnh các thứ thoải mái. Pin 86% cũng gọi là pin ổn, nó chưa cần thay lắm. Pin zin 86 là hợp lý rồi. Con này để cho bà con bao nhiêu trường mặt vuông? Để cho bà con này để cho bà con củ 8. Con này màn đẹp. Màn đẹp đấy. Củ 8 à? Ừ. Được. Con này vỏ đẹp, màn đẹp, bộ nhớ cao. Một củ 8, quá hợp lý. Rồi, tiếp. Con này con 6G quốc tế full chức năng. Đấy, con này màn 16GB. Màn xấu thay này. Thay màn cho bà con nhé, anh bà con nên nhớ là thay màn zin cho bà con để cho bà con với giá là 1 củ 4. Đấy, vẫn còn iCloud của em Thu Hà này, tí nữa thoát ra. Đấy, tí nữa chủ máy đã cho iCloud rồi, tí nữa mình thoát ra. 1 củ 4 đúng không? Đúng rồi. Con này thì iPhone 6 16GB full chức năng, vân tay đầy đủ, vỏ thì cũng có xước sát phẩy theo thời gian, không đến nỗi xấu quá. Không có vết móp. Được. Con này thay màn vào bán cho bà con là 1 củ 4. Đấy, màn như này để như này vẫn dùng bình thường được nhá. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là nó hơi bị xấu một tí. Nên mình sẽ thay màn vào mình bán cho bà con thành là máy đẹp, màn đẹp luôn, thay màn zin nhá. 1 củ 4. Rồi tiếp. Con này là con 6S quốc tế. Mất vân tay. Con này 16GB để cho bà con 1 củ 6. Ừ, con này là 6S quốc tế, mất vân tay. 1 củ 6 đúng không? 6S quốc tế, mất vân tay, 64GB. Vỏ thì hình thức cũng tương đối. 1 củ 6 64GB bà con nhá, mất vân tay. Còn 64GB lại... à? 64GB à, thêm 1 củ 7 là... Nhầm. Ok, 16GB. Ok. 64GB 1 củ 7 là cũng là hợp lý rồi. Bởi vì bộ nhớ cao mà. Nhưng mà bà con nào nếu mà mua thì cứ mặc cả với trường vua nhá. Con này khả năng trường vua sẽ bớt đấy. Đấy, mua thì cũng mặc cả trường vương. Nhầm. Ok. Con này mua cao đấy. Nhưng mà bà con thích thì trường vẫn nhích cho bà con. Con này ok, tiếp còn gì nữa? Tiếp đến là con 7G. Con này là mất vân tay, hỏng hôm. 32GB. Con này tài khoản ẩn. Con này là iPhone 7G, vỏ đẹp. Gọi là vỏ đẹp. Đấy, con này không xước sát, không móp gì cả. Vân tay đã mất, hôm cũng không bấm được luôn. Đấy, như riêng từ dòng 7 trở lên ấy, nếu mà mất vân tay thì là thường thường sẽ hôm không bấm được. Đấy, bà con lưu ý nhá. Để nguyên tình trạng này bán cho bà con bao nhiêu? Để tình trạng này bán cho bà con 1.7 triệu. Con này là máy 32GB quốc tế. Mất mỗi vân tay thôi, còn lại là ngon. Tài khoản ẩn nhé bà con nhé, bà con lưu ý tài khoản ẩn. Đấy, tài khoản ẩn thì là sao, là bà con về dùng thoải mái bình thường. Đấy, reset thì mình đã chặn cái dòng reset rồi, cho nên là dùng không vấn đề gì cả, dùng như máy quốc tế không vấn đề gì. Đấy, 1 củ 7 iPhone 7G được, rẻ. Tiếp, con này là con 6S quốc tế 32GB full chức năng,
để cho bà con một củ 8. 6S 32GB full chức năng. Con này xem pin bao nhiêu, là bà con hay quan tâm về pin, xem cho bà con xem pin luôn. Pin con này 84 là cũng hơi yếu rồi. Đấy, một củ 8. Nguyên tình trạng này bán cho bà con một củ 8. Bởi vì nó bộ nhớ nó cao này, bà con nhìn này, bộ nhớ 32GB là cao rồi. Cho nên là nó cũng bù lại được. Đấy, một củ 8 iPhone 6S 32GB quốc tế full chức năng. Đấy, một củ 8. Rồi, ok. Tiếp. Con 7G full chức năng. Đấy, màn nó bị mực một tí. Đấy, iPhone 7G vân tay đầy đủ. Đã cho bà con tình trạng như này, một củ 8 còn thay màn, hỗ trợ bà con thay màn giá gốc 600k là 2 củ 4 nếu mà thay màn zin. Ok. Con này là iPhone 7G, vỏ đẹp, vỏ cũng đẹp ngang con kia. Đấy, con này tuy nhiên là con này là con quốc tế, không bị tài khoản ẩn gì hết. Mỗi tội là màn nó bị như này. Đấy, quay kỹ cho bà con, màn bị một cái đường sọc như này. Anh nào về cố dùng thì vẫn dùng thoải mái luôn, cảm ứng vẫn bình thường, không có là gì. Để nguyên tình trạng như này bán cho bà con là 1 củ 8 đúng không? Đúng rồi. Đấy, nếu mà thay màn thì hỗ trợ cho bà con bao nhiêu nữa? 600k nữa là 2 củ 4. 600.000 nữa. Đấy, nếu bà con nào thích thay màn mới đẹp zin thì thêm 600.000 nữa. Đấy, là có iPhone 7G ngon rồi, tính ra là vẫn là rẻ, 2 củ 4 là có iPhone 7G quốc tế 32GB full chức năng. Rồi ok. Tiếp. Con này con 6 bypass 64GB pin 100. Con này con iPhone 6 bypass 64GB pin 100. Mất vân. Mất vân. Đấy, mất vân. Để cho bà con bao nhiêu? Để cho bà con với giá là 750k. Con này không lắp được sim nhé, bà con chú ý. 6 bypass là không lắp được sim, về chơi game nghe nhạc học zoom thoải mái bình thường, không vấn đề gì. Đấy. Ok, 750k. Để bà con 7 lít nhé. 7 lít được không? 7 lít được. Ok. Đào hạ được mặt cá thì ok luôn. Đã bớt được 50 cho bà con này 7 lít rồi. Ô nhớ 64GB mà để 7 lít bình thường thì một vuông nó bán 16GB cũng đã 7 lít rồi, nhưng mà con này 64GB cũng 7 lít. Ok, được. Kéo cũng thơm. À, xem là con 6 Bluetooth quốc tế 16GB. Đã thay vỏ mới nhá, nên zin màn zin. Để cho bà con với giá 1 củ 7. Mất vân tay. 6 Bluetooth đã thay vỏ mới cứng. Mới luôn, zin đét. Đấy. Để cho bà con là 1 củ mấy? 1 củ 7. Con này là mất vân tay. Mất vân tay bà con lưu ý nhá. Mất vân tay còn lại full chức năng. 16GB. Bản quốc tế Mỹ. Đấy, để cho bà con là 1 củ 7. Ok, con này màn đẹp, vỏ đẹp. Samsung Z7 cộng. Màn zin bên zin. Con này để cho bà con rẻ rẻ nhỉ. Để cho bà con bao nhiêu nào? 1 củ rưỡi. Quá rẻ. Đây, để mình quay kỹ cho bà con xem 1 củ rưỡi cho bà con lên mua con này nhá. Đấy, con này thì hình thức thì mình thấy là hình thức là mình thấy là vỏ có xước sát này. Đấy, vỏ này cũng được gọi là vỏ có xước sát, cũng gọi là hơi xấu. Đấy. Màn con này nó là màn AMOLED. Đấy, có nghĩa là màn công nghệ mới của Samsung. Màn con này đẹp, nét. Nhưng mà có cái nhược điểm là lúc mà hỏng thì thay khá là đắt. Đấy. Nhưng mà màn dùng con màn này sướng hơn các cái loại màn khác. Màn này màn đẹp, nét, căng luôn. 1 củ 7. Nhưng mà hình thức xước sát này thì bớt cho bà con đi nhỉ. À, 1 củ rưỡi thì hình thức xước sát bớt cho bà con chứ. Hình thức xấu mà. Đào hại lại mà cả. Ừ. Bớt cho bà con 1 lít nữa. Bớt cho bà con 2 lít đi. 2 lít à? Ừ, 2 lít nhá. Thế thành 1 củ 3 đúng không? Thế thôi. Ừ, gì để xẻ cho bà con tí. Quảng cáo là nhiều kèo rẻ thơm, không rẻ thơm thì bà con lại sách thì chết. Anh chứ riêng trường thì chơi lớn luôn. Ừ, 1 củ 3 con này mình đã mặc cả, vừa mặc cả cho một vuông nó bớt được 2 lít rồi. Còn 1 củ 3 con Z7 Pro, anh em nào chưa biết cấu hình nên Google tra con Z7 Pro nhá. Pro hay Z7 cộng? Z7 cộng đấy, Z7 cộng là Pro đấy. Đâu, Pro khác ý. Thế à? Con này là con Z7 cộng. Z7 cộng đắt hơn Z7 Pro. Z7 cộng nhá. Rồi, ok. Con này màn đẹp tiếp. X bài bát, màn gửi, tài khoản ấn. Sao lại vịt gì con đây này? Gì đấy? Rồi tiếp, con này như nào? Để cho bà con, con này mất phách nhá. Để cho bà con 4 củ 1. Con này là iPhone X quốc tế, mất Face ID, màn OLED đã thay màn OLED và màn GX, màn loại xịn rồi. Đấy, màn đẹp gần như zin. Trường một vuông để cho bà con là 4 củ 1. Nhưng mà con này hình như là thấy đăng bán cũng 2-3 hôm rồi nhỉ?
Có bớt 50-100 hay gì không? Bớt cho bà con 100 đi, 4 củ. Ok, nhạc. Nếu mà bà con nào mà không thích bớt thì có thể là yêu cầu trường mặt vuông dán cương lực hoặc là tặng kèm phụ kiện nhá. Đấy, ok. iPhone X 4 củ thì là quá rẻ rồi. Tiếp còn con gì không? Con tấm thân vàng này. Rồi, ok. Hiếu, có kèo gì bán không nào? Đâu? Chào anh em nhé. Đây, đào đây. Mình có kèo XS. Ui, kèo thơm đấy. XS mất phây. Màn GX. Con này mình giá cho anh em là 6.2 triệu. Ôi, để xem nó có thơm không. Nhìn màu gôn nhé, đánh luôn đấy. Để xem, để mình quay kỹ xem con này là có thơm không. Lâu lắm mới có kèo của Hiếu đây. Hiếu lên xuất hiện là thường thường là đợt trước là có mấy kèo rất là thơm nhưng không biết con này có thơm này. Không, anh em không chê được nếu mà để quay kỹ cho bà con về hình thức này. Con này hình thức đẹp, đẹp thật, không vết xước luôn này, đẹp keng luôn, không vết xước, lưng đẹp này, quá đẹp luôn. Màn màn GX đã thay rồi đúng không? Vâng, thay rồi. Đấy, màn GX đã thay rồi, đã thay màn GX, màn OLED loại đẹp đấy, loại xịn, đẹp hình thức màn cái chất lượng hiển thị thì được gần như là zin. Đấy. Con này là 64GB đúng không hả Hiếu? Đấy, con này hình như là máy đào Hiếu dùng này. Cho nên là vẫn có cái iCloud của Trần Hiếu ở đây. Đấy, iPhone XS 64GB. Mất phây, còn lại là full chức năng hết bà con nhá. Lưu ý mất phây, còn lại là full chức năng. Để anh em 6.2 triệu. Để cho bà con là 6.2 triệu. Đấy, 6.2 triệu như này thì có tặng kèm phụ kiện hay là gì không ở Hiếu? À. Nếu mà anh em lấy thì tặng anh em bộ sạc 1 lít nữa cho nó thoải mái. Rồi, ok. 6.2 triệu là Hiếu tặng cho bà con thêm cái bộ sạc nữa, chỉ giá 1 lít. Đấy, quá thơm rồi. Thật sự con iPhone XS mà 6.2 triệu mất mỗi phây không là hợp lý. Bình thường iPhone XS mà zin hết thì phải hơn 8 triệu cơ mới có con màu gold này được. Mà con này thì hình thức vỏ đẹp. Đấy, không vết xước luôn. Rồi hôm nay Hiếu không lên nhưng mà có kèo đời cao và thơm đấy. Rồi tiếp. Đây có con SE. Rồi iPhone SE. Con này em để cho anh em là 1.3. Con này 2GB. Ui, con này vỏ đẹp thật. Đẹp, con này đẹp ấy. Hình thức đẹp thật. Ui, không vết xước luôn này. Vỏ đẹp. Anh em về mà dùng làm súng phụ thì quá chất luôn, không cần phải suy nghĩ gì. Con này còn 32GB nữa cơ. Đấy. Đấy, anh em con này cũng là Hiếu dùng này, cũng có iCloud của Hiếu này. Đấy, con này quốc tế 32GB luôn này, và con kỹ nhá, quốc tế 32GB. Con này là bản quốc tế Nhật. Đấy, 32GB. Full chức năng vân đầy đủ. Con này để cho bà con 1 triệu 3 đúng không? Vâng luôn đi. Rồi, 1 triệu 3 iPhone SE. iPhone SE này, 5 SE này thực ra là cấu hình nó ngang con iPhone 6S đấy bà con nhá. Ngang iPhone 6S luôn. 1 triệu 3 32GB full chức năng. Sự được thơm thật, bình thường ở các chỗ khác thì hình như là mình thấy nó bán cao hơn đấy, giá tầm đâu 1.5 triệu trở lên. Trên 1.5 triệu chắc chắn là 1.5 triệu. Trên 1.5 triệu trở lên, nhưng Hiếu hôm nay có kèo này thơm, hai kèo thơm thật, được rồi. Ok. Có kèo gì nữa không? Thôi, mình chỉ có thế rồi, chào mọi người nhé. Rồi, ok. Anh Tuân kèo gì bán không? Không. Rồi, ok. Thôi, chào tất cả bà con nhé. Hôm nay thì tạm thời có một số kèo này thôi. Xin chào bà con nhé. Đấy, trường Mật Vương bây giờ học xong cần rồi. Cao thôi, trường. Bắt đầu là đi về. Okay. Anh em nào mà có nhu cầu mua máy bán máy thì mình sẽ để cái số điện thoại của Hiếu ở trường và của mình nó ở trong cái mô tả của video này. Đấy, anh em nào mua máy bán máy thì sẽ liên hệ với số điện thoại nhá. Ok anh em, chào tất cả anh em nhá. Hẹn anh em vào những cái kèo thơm lần sau.